Như đã đưa tin trước đó, Công an tỉnh Đồng Nai đã vào cuộc điều tra vụ việc thanh niên Nhbt 18 tuổi trú tại xã Vĩnh Thanh, huyện Nhân Trạch cấp cứu tại Bệnh viện Lê Văn Thịnh ở thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh trong tình trạng hôn mê bất tỉnh, được trần đoán là nhiễm chất độc cyanua. Sau khi thu thập đầy đủ chứng cứ, ngày 5 tháng 7, cơ quan Công an xác định Bích là nghi phạm nên đã tiến hành đưa về trụ sở Công an để đấu tranh, lấy lời khai. Tại cơ quan Công an, Bích đã thừa nhận toàn bộ hành vi của mình. Bích Khai đang sinh sống cùng với vợ chồng anh ruột tại căn nhà thuộc tổ 4, ấp Sơn Hà, xã Vĩnh Thanh, huyện Nhân Trạch. Nguyên nhân theo lời khai ban đầu của Bích là do xuất phát từ mâu thuẫn với những người thân trong gia đình. Cụ thể, vào tháng 6 năm 2024, Bích và chị dâu xảy ra mâu thuẫn về việc sửa nhà, mua bồn, rửa bát. Tức tối trong lòng, Bích nảy sinh ý định dùng xe nua đầu độc cháu ruột NHBT, 18 tuổi, là con của chị dâu. Nghĩ là làm, ngày 22 tháng 6, thấy mặt cháu tê nhiều mụn, nhân cơ hội Bích nói sẽ mua thuốc đặc trị khỏi mụn. Sau đó Bích ra tiệm thuốc Tây mua dạng thuốc con nhộng rồi nhét si vào trong thuốc rồi đưa cho cháu Tây uống. Sau khi uống viên thuốc mà Bích đưa, Tê rơi vào hôn mê, mất trí giác và được người thân đưa vào bệnh viện Lê Văn Thịnh, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh cấp cứu. Đến cuối tháng 6 khi có kết quả xét nghiệm là cháu Tê bị ngộ độc xe người thân đã làm đơn trình báo công an. Đáng nói trước khi cháu Tê bị trúng độc, 5 người thân khác trong gia đình Bích đã chết chỉ trong vòng 8 tháng với điều kiện nôn ói rơi vào hôn mê, ngưng tim, rối loạn nhịp tim. Tại cơ quan công an, Bích khai nhận trước đó đã giết chồng và hai cháu ruột khác cũng bằng xe nua. Cụ thể, giữa tháng 10 năm 2023, Bích khai do chồng cơ bạc nợ nần nên đã bỏ xe vào thuốc cho chồng uống. Vài ngày sau đó thì người này tử vong. Được biết, sau cái chết của chồng và con, Bích được hưởng khoảng 800 triệu đồng tiền bảo hiểm. Số tiền này, Bích dùng trả nợ và tiêu xài cá nhân. Ngoài ra, do mâu thuẫn với em gái, Bích đã đầu độc hai người cháu là 7 tuổi, con của em gái và 13 tuổi, em ruột của NHBT vào đầu và gần giữa năm 2024. Từ lời khai trên, cơ quan chức năng tiến hành khám xét nơi ở của Bích. Tại đây đã thu giữ một số vật chứng liên quan, trong đó có một chai nhựa màu trắng, bên trong có chứa tinh thể, Bích cất giấu trong nghĩa trang thuộc ấp Sơn Hà, xã Vĩnh Thạnh, huyện Nhân Trạch. Theo kết quả giám định của Phòng Kỹ thuật Hình sự Công an tỉnh Đồng Nai, bên trong có chứa độc chất kali cyanua là loại chất cực độc. Cơ quan Công an tỉnh Đồng Nai nhận định đây mới chỉ là lời khai ban đầu của Bích. Hiện cơ quan công an đang tiếp tục điều tra làm rõ động cơ mục đích của Bích để xử lý theo quy định của pháp luật. Sau khi biết anh NHBT 18 tuổi bị đầu độc bằng chất cyanua do nghi phạm Nguyễn Thị Hồng Bích, sinh năm 1986, thực hiện tại căn nhà là tiệm bán cơm trên đường Hùng Vương, xã Vĩnh Thanh, huyện Nhơn Trạch, nhiều người dân địa phương không khỏi dùng mình họ càng hoài nghi khi ở tiệm bán cơm trên. Trong vòng 8 tháng, năm thành viên trong gia đình ông Nguyễn Văn Hải, cha của Bích, qua đời một cách bí ẩn. Chung triệu chứng khó thở, đau đầu, tức ngực, nôn ói. Một số người bàng hoàng nhớ lại lời nói của ông NTTT, sinh năm 1985, chồng của Bích, trước khi chết. Ông T đã nghi vấn cuộc sống trong gia đình có vấn đề nhưng không thể lý giải đến khi nhắm mắt về thế giới bên kia trao đổi với phóng viên, chị Ca, 32 tuổi, ngụ địa phương, cho biết một ngày vào tháng 8 năm 2023, chồng của Bích bất ngờ có biểu hiện đau nhói vùng ngực, khó thở, được gia đình tức tốc đưa vào bệnh viện cấp cứu. Vài ngày sau, ông Tê giảm các triệu chứng, xuất viện về nhà. Một tuần sau, chồng chủ quán cơm tiếp tục có biểu hiện bệnh tương tự, phải vào lại bệnh viện. Mỗi lần như vậy, Bích đi mượn tiền để lo cho chồng. Thấy cô ta bán quán ăn, có nhà mặt phố, mọi người yên tâm cho mượn theo người hàng xóm trông bích liên tục tái phát bệnh phải nhập viện 7 lần các lần nhập viện cách nhau khoảng một tuần một hôm ghé tiệm cắt tóc gần nhà ông tê nói không hiểu vì sao mỗi lần từ bệnh viện về nhà ông có cảm giác sợ hãi vô cùng ở bệnh viện ông cảm thấy yên tâm sức khỏe ổn định ăn uống ngon miệng ông thích sống trong bệnh viện hơn ở nhà tuy nhiên sau vài ngày điều trị bác sĩ lại cho về nhà ông muốn ở lại cũng không được Tôi nghe vậy mới bảo anh Tê thật kỳ lạ, ở nhà được vợ con chăm sóc không sướng, sao lại muốn sống trong bệnh viện. Tôi chưa từng nghe, Bích nặng lời với chồng một câu để anh ta phải nghĩ vậy. Chị cả nói. Chị ca cho biết lần nhập viện thứ 8, chồng Bích đau đầu dữ dội, nôn ói và có biểu tượng ngạt thở. Ông Tê đã chút hơi thở cuối cùng sau đó. Mọi người đồn đoán ông Tê chết do bệnh tim mạch. Sau đó, từ tháng 10 năm 2023 đến tháng 5 năm 2024, cứ một tới hai tháng, nhà Bích có người chết, gồm ông Hải, cha của Bích, con trai và hai người cháu. Người dân địa phương, đặc biệt những hộ sống kế bên cạnh quán cơm, đều kinh hãi, lo sợ. Có người đói gia đình ông Hải trùng tang nên chết nhiều. Riêng Bích bảo người thân có gen giống nhau, phát bệnh chết giống nhau, không có gì là lạ. Nữ hàng xóm nói với vẻ mặt thất thần. Bên cạnh đó, chị L, 35 tuổi, chủ quán giải khát gần giáo sứ Bắc Minh, xã Vĩnh Thanh cho biết, người dân địa phương đang hoài nghi cái chết của 5 người nhà ông Hải có liên quan đến Bích. Họ mong công an vào cuộc điều tra, làm rõ sự thật. Chị L kể vào chiều một ngày cuối năm 2023, Bích vội vã chạy sang nhà bảo, L ơi, thằng mờ con tao, nó bị sao đó, qua xem thử. Chị L chạy sang thấy bé trai toàn thân tím tái, hơi thở yếu ớt, chị lấy dầu bóp chân cho bé và dục bích nhanh gọi xe cấp cứu. Bé mờ lúc đó có biểu hiện ngạt thở, nguy kịch. Tôi thấy Bích trần trừ hoài không chịu gọi xe cứu thương. Tôi dục mãi, Bích mới gọi xe. Khi đưa vào bệnh viện, cháu bé không qua khỏi. Đến bây giờ, tôi vẫn còn ám ảnh chuyện đó, chị L nói. Theo chị L, ngoài những người thân cùng huyết thống, ông Hải còn có một con nuôi tên Tú, tuổi thiếu niên, sống chung với gia đình Bích tại quán cơm trên chứng kiến cha nuôi và người thân lần lượt qua đời tú không khỏi lo sợ người con nuôi muốn bỏ đi nơi khác nhưng chẳng biết đi đâu vì không có bà con thân thích tú hay qua quán nước tôi chơi bảo là bản thân sống trong nhà nhưng không biết chết khi nào tú nghĩ năm người trong gia đình chết lần lượt do trùng tang bệnh tật hoặc chuyện tâm linh nào đó tú hay giật mình vào mỗi buổi tối ngủ không ngon giấc chị l chia sẻ Bên cạnh đó, ông NH 42 tuổi ngụ địa phương cho biết trước việc 5 người thân đột ngột qua đời, ông Lâm, sinh năm 1979, anh thứ hai của Bích đã đập căn bếp và xây lại vị trí khác để đổi phong thủy. Tuy nhiên, đập bếp được vài hôm, con trai ông là NHBT, 18 tuổi, phát bệnh giống ông nội, nhập viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch. Các bác sĩ tại bệnh viện Lê Văn Thịnh, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh phát hiện tề nhiễm độc cyanua bất thường. Gia đình phía bên ngoại nạn nhân đã đến công an trình báo vụ việc. Công an tỉnh Đồng Nai vào cuộc điều tra. Bước đầu xác định T bị cô ruột Nguyễn Thị Hồng Bích đầu độc. Chưa bao giờ tôi thấy ai lại ra tay độc ác với người thân như vậy. Mong cơ quan điều tra vào cuộc làm rõ động cơ gây án của Bích. Nguyên nhân chết của 5 người nhà ông Hải, người hàng xóm nói. Gia đình nghi ngờ có khuất tất sau kết quả xét nghiệm nên trình báo công an. Ngày 5 tháng 7, Công an Đồng Nai cho biết đã bắt tạm giam Nguyễn Thị Hồng Bích, 36 tuổi, về hành vi giết người. Tại cơ quan điều tra, Bích khai nhận do mâu thuẫn sinh hoạt với các thành viên trong gia đình, nên đã mua xe về để đầu độc cháu ruột 18 tuổi, sống cùng nhà ở Vĩnh Thanh, huyện Nhân Trạch. Trước đó vào tháng 6 năm 2024, nạn nhân là anh NHBT, là cháu ruột của Bích, đột ngột bị hôn mê bất tỉnh. Sau cấp cứu, bệnh nhân thông báo kết quả xét nghiệm dịch dạ dày có chất xe Nghi ngờ có khuất tất, người thân của anh NHBT đã làm đơn trình báo công an. Công an huyện Nhân Trạch phối hợp với các phòng nghiệp vụ thuộc Công an tỉnh Đồng Nai vào cuộc điều tra và bắt giữ đối tượng Nguyễn Thị Hồng Bích. Trước đó, gia đình Bích cùng anh trai sống cùng với bố ruột là ông Hải ở ngay mặt tiền đường Hùng Vương để bán cơm. Trong đó, gia đình người Anh bán buổi sáng và chiều tối, Bích bán buổi trưa. Chị L, người sống sát nhà Bích, kể lại trên Vietnamnet rằng Bích là người ăn nói khôn khéo, thường hay chia sẻ hình ảnh gia đình hạnh phúc lên mạng xã hội. Trước khi bị bắt vì liên quan đến vụ án đầu độc cháu ruột, Bích cũng hay vay mượn người trong xóm. Chính chị L cũng có lần cho Bích vay tiền. Chị L cũng cho biết Bích không gây gỗ hay là có mâu thuẫn với ai, tuy nhiên từ sau khi chồng Bích là anh thờ qua đời, người dân trong xóm có nghe tin đồn người này thiếu nợ số tiền lớn. Đáng chú ý, thông tin từ cơ quan điều tra cho biết, khi trình báo công an, gia đình bệnh nhân tường trình rằng từ tháng 10 năm 2023 đến tháng 6 năm nay, trong nhà đã có 5 người tử vong bất thường với các triệu chứng liên quan đến ngưng tim, rối loạn nhịp tim. Năm người này là ông Nguyễn Văn Hải, ông nội của nam thanh niên, hai cháu ngoại, một cháu nội và con rể của ông Hải. Sáng nay ngày 6 tháng 7, thông tin từ bệnh viện Lê Văn Thịnh, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh cho biết, tối ngày 22 tháng 6, bệnh nhân NHBT được gia đình đưa đến cấp cứu tại bệnh viện trong tình trạng hôn mê, ói, mất chi giác đột ngột. Dựa vào các triệu chứng ban đầu, các bác sĩ nghi ngờ bệnh nhân bị rối loạn nhịp tim, trên bệnh nhân trẻ có thể là do viêm cơ tim tối cấp hoặc là rối loạn nhịp tim liên quan tới yếu tố gia đình nên đã nhanh chóng hội trần khoa nội tim mạch. Tuy nhiên, khai thác bệnh sử và diễn tiến của bệnh nhân T không phù hợp với chẩn đoán ban đầu. Sau đó, các bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân có thể là nhiễm độc chất với tình trạng toan chuyển hóa rất nặng, đi kèm với lactate máu tiếp tục tăng cao. Đây có thể là đặc điểm trông lấn của cơn ngưng tim ngưng thở của bệnh nhân. Nếu chuyển viện, nguy cơ tử vong trên đường đi là rất cao. Ngay trong đêm, bệnh viện đã tiến hành hội trần với bệnh viện trợ đẩy, nhưng do không có thuốc giải độc đặc hiệu nên bệnh nhân đã được sử dụng vitamin B12 để giải độc, đồng thời lọc máu với hai quả lọc để hấp thụ chất độc trong máu liên tục. Hai ngày sau, kết quả xét nghiệm dịch dạ dày xác định bệnh nhân bị ngộ độc cyanua. Và sau nửa tháng điều trị, hiện nam thanh niên đã tỉnh táo, nhận biết được người nhà, thực hiện được y lệnh của bác sĩ, đang tập vật lý trị liệu do sức cơ yếu đi lại cần người hỗ trợ. Bác sĩ Kiều Ngọc Minh, Phó Giám đốc Bệnh viện Lê Văn Thịnh chia sẻ với phóng viên báo Sài Gòn Giải Phóng cho biết đây là ca ngộ độc cyanur đầu tiên được ghi nhận tại cơ sở y tế này. Các bác sĩ trẻ đã nhận định đúng, kịp thời xử trí và cứu được người bệnh, đồng thời tìm ra nguyên nhân dưới sự hỗ trợ chuyên môn của các chuyên gia chống độc bệnh viện trợ đẩy dù bệnh nhân đã tỉnh và tình trạng đang dần ổn định nhưng chưa thể tiên lượng được tình trạng của bệnh nhân vì theo hình ảnh học ghi nhận bệnh nhân có tổn thương não mức độ hồi phục tổn thương não của từng bệnh nhân là khác nhau những ca nặng có thể gây tổn thương não vĩnh viễn nếu sống sót có thể sống thực vật hoặc là liệt hoàn toàn song các bác sĩ kỳ vọng bệnh nhân có thể hồi phục được do trẻ tuổi thể trạng tốt bệnh nhân t có thể xuất viện trong vài ngày tới nhưng trong sinh hoạt thì cần trợ giúp vì sức cơ còn yếu qua nguồn tin quần chúng tố giác và các biện pháp nghiệp vụ, Công an tỉnh Đồng Nai đã điều tra xác minh làm rõ việc Nguyễn Thị Hồng Bích, sinh năm 1986, không có việc làm ổn định, trú tại xã Vĩnh Thanh, huyện Nhân Trạch, tỉnh Đồng Nai do mâu thuẫn sinh hoạt với các thành viên trong gia đình có hành vi mua chất độc xyanua nua để đầu độc cháu ruột là NHBT, sinh năm 2006, cùng trú tại địa điểm trên. Ngày 5 tháng 7 năm 2024, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai đã ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can tạm giam với Nguyễn Thị Hồng Bích về tội danh giết người theo Điều 123 Bộ Luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017. Các quyết định trên đã được Viện Kiểm sát Nhân dân cung cấp phê chuẩn. Bước đầu, Nguyễn Thị Hồng Bích đã khai nhận hành vi phạm tội của mình. Tuy nhiên trước đó, gia đình Bích có đến 5 người tử vong bất thường trong vòng 8 tháng qua. Theo các thông tin trên mạng chưa được xác minh, trong số đó bao gồm cả cha, chồng, cháu và chính con đẻ của Bích. Những người này mất nhưng Bích không tỏ ra là đau buồn, sáng vẫn đi ăn sáng, chiều vẫn đi nhậu vân vân. Một người hàng xóm cho hay, có hôm tôi hỏi Bích là nhiều người trong nhà chết như vậy thì có sợ hay không? Bích nói cô có đi xem bói và thầy cho biết sẽ có nhiều người trong nhà chết nữa. Có thông tin nói rằng Bích nuôi cung an thông tức là một loại búp bê bùa ngải hay Bích đang nợ tiền tỷ vân vân thực sự những lúc tranh tối tranh sáng như thế này là cơ hội cho vô số thuyết âm mưu nảy sinh đọc thì chỉ biết vậy thôi tốt nhất là phải chờ cơ quan công an công bố kết quả điều tra chính thức